Bố hợp tác chế tạo xe bay chạy bằng điện, hôm mùng 10 tháng 10, hãng máy bay Mỹ Boeing và nhà sản xuất xe thể thao Đức, Porsche tuyên bố hợp tác để khai phá thị trường di động hàng không cao cấp và mở rộng giao thông ở khu vực đô thị trong không trung bằng một phương tiện cất cánh và hạ cánh hoàn toàn bằng điện. Nói cách khác, họ muốn phát triển một phương tiện bằng điện có thể bay. Thông báo không nhắc đến tài chính hoặc các nguồn lực khác mà hai công ty dự định đầu tư, hoặc mục tiêu về thời gian hay giá trị chiếc xe. Công ty mẹ của Porsche Volkswagen AG là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Công ty tuyên bố sẽ tạo ra một cú đột phá với sự ra đời của xe điện, đặt mục tiêu chế tạo 22 triệu xe điện mang thương hiệu của mình trong vòng 10 năm tới. "Chúng tôi đang kết hợp các thế mạnh của hai công ty hàng đầu toàn cầu để giải quyết một phân khúc thị trường quan trọng trong tương lai." Zell Levon Platon, thành viên của hội đồng quản trị hãng Porsche, phụ trách bán hàng và tiếp thị cho biết. "Về lâu dài, có nghĩa công ty phát triển thêm một hình thức di chuyển thứ ba. Trong khi đó, lần đầu tiên doanh thu của Boeing đạt đỉnh với 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Mặc dù doanh số của hãng giảm mạnh trong năm nay do sản phẩm chủ lực, mẫu máy bay thương mại bán chạy nhất 737 mắc gặp hai tai nạn nghiêm trọng khiến 346 người thiệt mạng. Đầu năm nay, Boeing đã ra mắt một mẫu xe bay chạy bằng điện.